Xin muốn kể cho mọi người nghe, đó là câu chuyện này liên quan đến thanh niên của chúng ta. Thì có một người thanh niên này, tức là từ nhỏ đến lớn hầu như là chưa bao giờ, tuy rằng sống trong nước Islam và có masjid bên cạnh, nhưng mà chưa bao giờ người thanh niên này từng ghé masjid đó để xem tu nào cả, cũng chưa từng nghe azan bao giờ. Subhanallah, Muslim ấy. Thì thời gian của anh ta lúc nào cũng là gì, trong quán bar và là cùng bạn bè tán gẫu rồi la cà ngoài đường, rồi lái xe, rồi tức là thế thôi. Thì có một ngày nọ, anh ta có người yêu thì bị người yêu ruồng bỏ, anh ta thất tình và rất là buồn. Buồn vô cùng thì anh ta mới tìm đến rượu để mà giải sầu, để mà quên đi cái nỗi buồn đó. Thì những lần trước anh ta uống rượu bình thường, nhưng mà lần này biết tại sao uống một ly nhưng mà không uống nữa, tức là cái nỗi buồn nó vẫn đó. Thì anh ta mới chạy xe rồi thì không biết đi đâu nữa, mới lại quay về nhà. Và rất là khuya, về tới nhà là hình như đã gần sáng rồi. Thì anh ta mới vô trong nhà, anh ta mới đóng phòng lại ngủ, nằm ngủ lăn qua lộn lại hoài cũng không ngủ được, tức là cái nỗi buồn đó, tức là không có đi được. Thì đột nhiên anh ta mới nghe được một tiếng Allahu Akbar, Allahu Akbar, tức tiếng azan cất lên rất là gần. Thì ông ta mới chợt tỉnh lên, anh ta nói Subhanallah, cái tiếng này hình như là mình chưa từng nghe bao giờ nhưng mà rất là quen thuộc. Subhanallah. Cái người thanh niên này nè, ở trong nhà nghe cái tiếng azan thì chợt tỉnh lại, mới thấy có cái gì đó nó thôi thúc. Thì người thanh niên mới ngồi dậy liền, xong rồi mới vào lấy azmen, xong rồi cái đi đến masjid. Lần đầu tiên trong đời anh ta đến masjid. Subhanallah. Thì đến masjid men hai rak'at, rồi men cùng với imam. Từ sau đó anh ta gì thay đổi, tức là Allah đã hay, tức là hiện tại giả, tức là từ cái cách mà thức tình như vậy, rồi sau đó xui khiến anh ta về nhà nghe được tiếng azan rồi đến masjid, anh ta thay đổi cuộc đời. Thì khoảng 3-4 tháng sau gì đó, anh ta lấy xe đi smen ở smen Jum'at vào ngày thứ sáu, đi smen đến Medina, tức là masjid Nabi đó. Thì thường ở đó người ta hay đi smen, đi Jum'at là người ta hay đến masjid Nabi để smen thôi. Thì chàng thanh niên này cũng như vậy, đi smen thì tai nạn xảy ra, ông ta đã qua đời. Subhanallah. Thì có bao nhiêu người chúng ta quay đầu lại mà được như vậy? Bao nhiêu người? Thật là gì? Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, tức là Allah luôn luôn cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta một cái dịp để chúng ta sửa đổi bản tính của chúng ta. Nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội đó, cái dịp đó mà thay đổi cuộc đời thì inshallah chúng ta sẽ tốt, còn không thì không được. Còn không là gì? Một sự hối tiếc muộn màng vô cùng. Có một câu ngạn ngữ nói rất là hay, cái chết đó, nó đứng trước những người già, những người lớn tuổi, và nó đứng phía sau những người nhỏ tuổi. Tức là gì? Đối với người già, người lớn tuổi thì cái chết ở phía trước là chuyện đương nhiên rồi, không cần phải nói gì cả. Người già là phải chết là bình thường. Cái chết sẽ đứng sau những người gì? Người trẻ tuổi, tức là mình không biết gì cả. Người trẻ tuổi họ không biết, họ tưởng là không chết nữa, còn vậy còn lâu lắm, còn cơ hội nhiều lắm. Thì đó là những điều mà chúng ta muốn nhắn nhủ đến tất cả những người thanh niên mà đang trên cái đà mà chưa có thức tỉnh. Nếu chúng ta smell Allahu Akbar và chúng ta chết đi, subhanallah, nó khác. Còn nếu chúng ta đang lái xe đến một cái quán bar, hoặc là chúng ta lái xe đến một cái nơi mà chúng ta để nhậu nhẹt, hay là đến một cái nơi gian dâm zina, hoặc là trong khi chúng ta đang âu yếm ôm ấp một người phụ nữ zina, thì lúc chúng ta cho chúng ta chết đi lúc đó thì ta nghĩ thế nào? Thì ra hãy kính sợ Allah thực sự. Alhamdulillah, all thanks to Allah.